Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Tại vì mùa hè vừa rồi mình cũng khá là bận nên không có thời gian để đi chơi hay là dành thời gian cho bản thân. Và thế nên là sau khi mà mình hoàn thành xong hết tất cả các bài kiểm tra của kỳ học mùa hè thì chỉ trong một đêm thôi mình đã lên kế hoạch cho chuyến đi Ottawa một cách rất là nhanh gọn lẹ. Bây giờ mình sẽ quay room tour từ vệ sinh, sau đó đi ra ngoài và đến ban công nhé. Thì đây là một cái căn studio mình thuê ở trên Airbnb. Vì mình thấy khá là nhỏ xinh và vừa đủ cho một người ở. Căn mình ở thì ở trên tầng 10 nên là cũng có khá là nhiều ánh sáng. Đây sẽ là cái nhà hàng mà mình ăn tối. Nhưng mình tra thì cũng khá là xa lắm mọi người ạ. Cũng mất tầm 30 phút di chuyển. Nào, bây giờ mình sẽ phải tìm cách để mà đi được ra đấy. Mình đã ăn xong rồi và bây giờ mình sẽ ăn dessert nhé mọi người. Mình không nhớ đường đi về. Secret just for me and my friends. I didn't want to tell you cause I knew that shit would go to your head, yeah. But now I've got this drink in my hands. I take another sip and say you're. Hôm nay cái tóc của mình nó hơi bị
sẹp mọi người ạ. Thế bây giờ thì mình cũng đã xong cái lớp make up rồi, bây giờ mình chỉ cần đánh son thôi. Ok. Mình không hiểu tại sao, nhưng mà nếu mà mình làm tóc thì mình sẽ không có thời gian để đi chơi mất. Vậy là thôi, mình sẽ bỏ qua công đoạn làm tóc. Ok, bây giờ chúng mình sẽ đi ăn brunch nhé. Lúc mà mình check thời tiết thì ngày hôm đấy Ottawa trời nhiều mây và còn có khả năng mưa nữa. Nên mình cũng kiểu lo nhỡ trời mưa thì mình sẽ không được đi chơi đâu mất ấy. Này mình quay xong cái là trời mưa luôn ý. Kiểu mình cảm nghĩ trong đầu là trời ơi sao mình xui dữ vậy, mãi mới được đi chơi thì trời lại mưa. Cơ mà mặc dù trời mưa thì mình vẫn không thể để cái kế hoạch đi chơi của mình bị trì hoãn được. Và cũng may mắn một chút đó là hôm ấy trời cũng chỉ mưa phùn nhẹ nhẹ, nên là mình vẫn có thể tiếp tục cái chuyến đi chơi của mình theo như đúng cái kế hoạch ban đầu. This is a story about a building standing high above the banks of the Ottawa River, Centre Block is one of the most recognizable landmarks in Canada. Mùa hè vừa rồi thì mình cũng không có đi chơi đâu mà cũng chỉ quanh quẩn ở Toronto đi học với đi làm. Thế nên là cái chuyến đi chơi lần này là một cái phần thưởng mà mình tự dành ra cho bản thân, cũng như là cái chuyến đi để sạc lại năng lượng để chuẩn bị cho một kỳ học mới. Nhưng mua con này cho chị Phương Anh, chị Crystal, chị uống. Đấy là đi scooter. Mẹ ham đi nhưng mà không biết luật. Mẹ đang phải học cách lái scooter.
mình vừa mới đi scooter xong và kiểu siêu vui. Mặc dù là mình kiểu hội người hèn, mình không dám đi quá xa tại mình sợ nếu mà mình đi sai làn người ta sẽ phạt mình mất. Ở Toronto thì không có cái bộ môn scooter này nên là mình đã kiểu lên Ottawa phải đi bằng đường cái scooter và mình đã đi được scooter. Tâm sự một chút thì hồi trước chị mình có hỏi mình là sao có thể đi chơi một mình được vậy, kiểu không thấy buồn à? Thì mình cũng có trả lời là không, mình khá là thích làm việc này việc kia một mình. Mình có thể đi chơi một mình, đi ăn một mình mà không cảm thấy lạc lõng hay là cô đơn. Kiểu nó là cái cảm giác enjoy những cái khoảnh lặng của bản thân ấy mọi người. Hôm nay phải đi về rồi. Lúc này là mình với một chú nữa ngồi ở cái bàn cao tại vì quán full hết chỗ rồi. Thế xong một chú cũng bắt chuyện mình, kiểu hỏi mình ở đâu, đang đi học hay là đi làm. Xong cái là từ đấy chú ngồi buôn chuyện với mình kiểu trên trời dưới biển luôn. Nhưng mà mình thấy cũng vui, kiểu chú cũng hài hước nên là mình cũng không thấy quá ngại hay là không biết phải nói gì. Mà mình cứ theo cái flow, cái câu chuyện của chú kể, xong mình cũng ngồi tâm sự theo chú luôn. Kiểu đấy cũng là một cái trải nghiệm khá là đáng nhớ trong cái chuyến đi này ấy. Và vlog đến đây thì cũng đã gần hết rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem hết video của mình. Và mong là sẽ sớm gặp lại mọi người nhé. Bye bye.